Đây, đây là vẫn nốt chỗ này. Ok. Đó, tôi sẽ gửi các bạn cả cái file này luôn. Nó rần rần vậy đó. Đây. Khi nãy giờ là cô đã nói đến cái vấn đề là ta tách file ra thành các cái package riêng. Cái file nhân viên, à hôm bữa ta tạo là có tên, địa chỉ đúng không? Cô để demo cho các bạn ý, là nó gồm getter, setter, tức là hàm truy xuất vào dữ liệu, hàm get, hàm set, và cái constructor, cái này tôi gọi là model. Ok, tôi để trong cái package, đặt package là model. Nhắc lại là cái model, tên model các bạn tên của package các bạn thường viết là cái thường hết nha. Rồi cái adapter hôm bữa ta tạo là custom adapter hôm bữa. Đúng không ạ? Cái custom adapter hôm bữa là ta để trong một cái package là adapter. Và cô tạo một cái adapter, một cái package là database. Trong database này cô tạo một cái class là DB helper. Cái này kế thừa SQLite Open Helper. Ok. À, ta phải implement hai cái method của nó là onCreate và onUpgrade. Là implement hai method này. Bởi vì hai cái method này là thuộc SQLite Open Helper, nó là abstract method. Abstract method là method không có nội dung. Method trừu tượng. Ok. Rồi, nhưng các bạn nhìn thấy là nó vẫn còn lỗi. Đúng ạ? Nó vẫn còn lỗi có nghĩa là gì ạ? À, lỗi này là lỗi gì đây? Hiện tại là nó, các bạn này, there is no default constructor available. Có nghĩa là nếu bình thường kế thừa thì nó phải kế thừa tự động, nó sẽ sử dụng cái constructor của cha, nghĩa là sử dụng constructor của anh này. Nhưng mà anh SQLite Open Helper này không có constructor ngầm định, thành ra là nó sẽ không tự động sử dụng được. Bởi vậy các bạn phải viết bằng tay. Viết bằng tay, ta phải viết như thế này: public DB helper. Constructor, hôm trước tôi vừa nói về constructor rồi đúng không ạ? Constructor là hàm dựng. Hàm dựng thì nó có đặc điểm như sau: tên của hàm dựng trùng tên với class. Cách viết hàm dựng giống cách viết của method nhưng không có kiểu trả về. Ok. Và hàm dựng có tính chất nạp chồng. Có nghĩa là có thể một lúc các bạn có nhiều hàm dựng, các cái hàm dựng đấy nó khác cái đối số, hoặc là khác về số lượng đối số, hoặc là kiểu. Đúng không ạ? Đó, phần đấy là phần khai báo. Và nếu các bạn không khai báo gì, nó sẽ có tự động nó có một cái constructor ngầm định. Đúng không ạ? À, constructor ngầm định là constructor không đối số và không có nội dung luôn. Ok. Bây giờ các bạn nhìn thấy nè, tôi cần phải sử dụng constructor của cha. Đúng không ạ? Tôi lấy của cha là super. Truyền vào ông cha này, ông truyền vào cái đối số là gì ạ? Tên database. Đúng không ạ? Là ví dụ như các bạn để là quản lý nhân viên. Okay. Đối số đầu tiên là gì đấy ạ? À, context. Ok. Context. Đây, cô truyền vào cái context ở đây. Tôi truyền vào context. Đối số thứ nhất là context. Đối số thứ hai là tên cơ sở dữ liệu. Chưa? Đối số thứ hai là tên cơ sở dữ liệu. Đối số thứ ba là cái gì ạ? À, DP helper. Tôi nha, tôi lấy cái context là một là CT. Rồi tên cơ sở dữ liệu là quản lý nhân viên. À, cây này là cây null.
cái version của nó là version 1 chẳng hạn. Đây, cái version đầu tiên là cái context, cái thứ hai là tên database, cái thứ ba là factor, cái thứ tư là version. Đó, các bạn thấy hết lỗi chưa? Hết lỗi chưa? Đã hết lỗi. Thì lý do hết lỗi là gì? Anh này có một cái constructor có đồ số. Tôi bắt buộc phải sử dụng nó. Ok? Đồng ý không ạ? Không sử dụng nó lập tức nó lỗi. Bây giờ các bạn comment nó lại nó lỗi ngay. Đó, nó lỗi ngay. Bắt buộc phải sử dụng constructor của cha. Ok. Rồi. Bây giờ ta tức khi các bạn sử dụng constructor này thì nó đã tạo cơ sở dữ liệu rồi. Ok, nhiệm vụ chúng ta bây giờ là ta viết câu lệnh tạo bảng. Ta viết câu lệnh tạo bảng ở đây. Ta viết câu lệnh tạo bảng ở đây thì ta viết như sau: string SQL string đi ha. String SQL gắn bằng câu lệnh create table bình thường giống như các ngôn ngữ cơ sở dữ liệu các bạn đã học ha. Create table, đặt tên table là nhân viên. Đúng không ạ? Gồm mã. Ví dụ mã các bạn để, các bạn muốn để mã không? Mã các bạn có thể để là auto increment, ta tự tăng. Đúng không ạ? Ví dụ tôi để mã. Cột thứ nhất là tôi để là mã nhân viên kiểu integer và kiểu của nó là auto primary key. All primary key khóa chính. Xong các bạn đặt nó là auto increment. Đây, auto increment. Increment. Đúng chưa? Có dư cái chữ A không? Increment. Rồi, cột thứ hai là tên. Cột thứ hai tên, cột thứ ba địa chỉ chẳng hạn. Tên kiểu là text. Địa chỉ kiểu là text luôn. Ok. Enter xuống dòng. Rồi, chấm phẩy. Sau đó các bạn execute. À, cái db nè, db.execute là struct SQL. Đó. Cái auto increment lỗi. Rồi ok, đúng rồi. Được chưa? Rồi. Tiếp tục giả sử cô tạo rồi cô insert một vài dòng dữ liệu nhá. Struct SQL bằng insert into. Vào bảng nhân viên. Value. Ví dụ mã để từ tăng thì các bạn không có điền vào nữa. Ví dụ như cô điền là ví dụ như là Tấn Lộc. Địa chỉ là ví dụ như là Sóc Trăng. Như vậy. Ok. db.execute copy. Đó, thêm vài người nữa. Đó, ví dụ các bạn để là Hoàng Vĩ, Bình Dương chẳng hạn, Thanh Hoa, Hồ Chí Minh, City, Anh Tài, Hà Nội, Capital mà chịu. Rồi ok. Được chưa? Ví dụ mày về mấy dòng này. Đấy, dữ liệu đây là dữ liệu cô nhập vào. Ok, bây giờ các bạn nhìn nào. Có một cách là các bạn có thể viết câu lệnh thêm
câu lệnh chạy run hoặc là thêm sửa xóa vào đây, hoặc là chạy xong các bạn select dữ liệu viết vào chung vào đây. Tuy nhiên cô thì lại không muốn các bạn viết vào đây, cô muốn các bạn tách ra một file khác. Ok, viết chung vào đây cũng được, nhưng cái file này nó chỉ liên quan đến vấn đề database và bảng dữ liệu thôi. Còn các cái thao tác là xem, thêm, xem, sửa, xóa thì nó lại là các thao tác khác, nó không liên quan đến lưu trữ, không liên quan đến create database, hiểu không ạ? Thì cô sẽ tách ra một cái file khác. Ok, nó tổ chức ra một cái file riêng. Và nếu các bạn tách biệt được như vậy, sau này các bạn tổ chức dữ liệu nó sẽ dễ. Ok, đúng không ạ? À, trong cái slide thì nó sẽ hướng dẫn các bạn làm chung, nhưng cô sẽ hướng dẫn các bạn làm riêng. Các bạn nhìn nhá. Cô sẽ tạo một cái file, file này là đã tạo xong rồi nè các bạn. Là được một bảng quản lý nhân viên rồi. À, nhân viên rồi, database tên là quản lý nhân viên. Table của tôi là table nhân viên. Bây giờ cô sẽ tạo một cái package nữa là DAO. Là Data Access Object. Trong cái DAO cô tạo một cái class là nhân viên DAO. Ok. Rồi. Trong nhân viên DAO này cô sẽ tạo các cái pop, câu lệnh là public void insert nè. Đúng không? Rồi public void update nè. Đúng không? Mấy cái thao tác cơ bản về cơ sở dữ liệu đúng không ạ? Xem thêm sửa xóa. Public void delete nè. Cô tạm thời để đây, tôi chưa làm gì hết, tôi để đây đã. Và public void, để void để khỏi lỗi thôi, là select all nè, hay là get all nè, lấy toàn bộ nè, đúng không? Ok. Rồi public void get by ID nè, tức là lấy thông qua ID. Rồi get by name hoặc là search tìm kiếm nè, public void search nè. Đó, các bạn có bao nhiêu phương thức các bạn để ra đây hết, những cái phương thức mà các bạn phải tương tác với database, đồng ý không ạ? Đổ ra đây hết. Tôi viết vậy thôi, bây giờ tôi đang viết cái này đầu tiên, hiểu không ạ? Tôi có dữ liệu rồi, các bạn nhìn nhé, tôi có đây dữ liệu rồi, có bảng, có dữ liệu rồi. Bây giờ nhiệm vụ của tôi là phải lấy dữ liệu ra cho các bạn coi có đúng là đã nhập dữ liệu vào và lấy ra được chưa, đúng không? Hiểu ý không? Nhiệm vụ đầu tiên của ta sẽ là view. Ok, ta quay lại cập nhật nè. Tạo file thì tôi sẽ chụp hình cái chỗ này nha. Đây. À, cô giải thích cái này. Ở trong cái anh này, đây, trong cái file này DB Helper, nó có hai cái method, hay là gọi hai cái sự kiện. Có chữ on là tôi hay gọi hai sự kiện, chất nó cũng hay là hai cái method, on create và on upgrade. Bây giờ on create là như các bạn lần trước học activity rồi, lúc các bạn chạy thì nó sẽ tạo lần đầu tiên là on create, đồng ý không ạ? Còn upgrade là khi nào nó chạy, khi nào mà cái version của cái anh này thay đổi. À, thay đổi cái version, từ version old version sang new version thì bắt đầu nó mới thực thi câu lệnh ở trong upgrade. Hiểu ý không ạ? Còn bình thường nó không có chạy. Được chưa? Đấy. Còn câu lệnh ở trong upgrade này các bạn có thể viết như sau. Các bạn sẽ khi upgrade nâng cấp lên, các bạn có thể xóa toàn bộ những cái table này. Hiểu ý không ạ? Và gọi lại on create. Hiểu ý không? Đấy, xóa và gọi lại toàn bộ. Ok, xóa hết, có anh nào xóa sạch và tôi tạo lại, chạy lại toàn bộ từ đâu. À, upgrade. Ok, cú pháp của nó thì là db.execute. Đó, ví dụ về drop table, xóa bảng có phải drop table không ạ? Nhấn nhân viên. Câu lệnh này học chưa? Học rồi. Drop database, drop table đúng không? Đấy, có gì mà drop là dễ nhất. Create nó khó, alter nó khó.
Rob cực kỳ dễ. Rob xong rồi thì sao ạ? Ta chạy lại on create. Đó, đưa cái DB vào thôi. Chạy lại, đưa cái DB này gọi on create là xong. Được chưa? Rồi cái file này cô sẽ chụp hình khoan để tôi chung nó nhỏ nhỏ. Các bạn nhìn thấy không ạ? Giờ mà chung nhỏ không thấy. Rồi, chờ cô xíu ha. Cô sẽ chụp hình lại đưa vào file các bạn nhìn cho dễ. Nó đổi cái version của cái Excel line. À, một là các bạn sẽ gọi trực tiếp, hai là các bạn nó tự động nó đổi version, hoặc là các bạn sẽ gọi trực tiếp, gọi luôn cái phần câu lệnh đó luôn. Rồi, ok. Xong, tạo file này xong là ta sẽ tạo cái tạo file nhân viên dao.java. Ok. À, thì bây giờ là như này nhé. Các bạn có bất kỳ thay đổi nào hiểu không? Thì bây giờ có thay đổi thì các bạn phải khởi tạo lại, hiểu không? Khởi tạo lại thì các bạn có bao nhiêu bảng ở trên này các bạn xóa hết. Xóa bảng thì đương nhiên dữ liệu nó cũng xóa, xóa sạch luôn. Ở đây cô có một bảng thôi, cô xóa một bảng, hiểu không? Sau đấy cô chạy lại cái này, gọi cái hàm này được gọi thì cái hàm này cũng được gọi thôi, thì nó sẽ chạy lại cái hàm này. Bởi vì hàm này bình thường on create nó chỉ chạy một lần duy nhất, hiểu không? Muốn chạy lại các bạn phải gọi nó, hiểu ý không? Chạy lại thì nó chạy lại từ đầu, từ A tới Z thôi, có bao nhiêu trong này nó chạy hết. À không, nó vẫn là một cái cơ sở dữ liệu như vậy, hiểu không ạ? Nó chỉ thay đổi cái version là version của SQLite chứ không phải là version của cái anh này. Anh này là cái database bình thường thôi, hiểu không? Cái version này là version của SQLite, hiểu không ạ? Ok. Đó, bây giờ nâng cấp version hoặc cái gì đó, đúng không ạ? Từ old version bao nhiêu lên bởi new version. Ok. À, thì nó sẽ xóa hết dữ liệu các bạn, đồng ý không? Sau đấy nó sẽ chạy lại từ đâu, dữ liệu nó không mất đi, đúng không ạ? Tức là làm lại mới đó. Ok. Rồi, còn nếu như các bạn mà có thêm những dữ liệu khác nữa thì tốt nhất là không nên xóa. Tại vì các bạn đây là dữ liệu gốc ban đầu thôi, dữ liệu khởi tạo ban đầu thôi. Sau này các quá trình các bạn làm á, dữ liệu có thể là nó sẽ tạo ra nhiều nữa, hiểu không ạ? Các bạn xóa là nó mất sạch á, hiểu ý không? Nó mất sạch. Rồi, tiếp nha. Ta sang cái DAO. Bây giờ tôi sẽ thể hiện cái này, tôi sẽ hiện thực cái này, đồng ý không? Và đồng thời các bạn nghe nè, đồng thời tôi sẽ kết hợp với cái list view cái hôm bữa, được chưa? Bây giờ thay vì tôi đổ ra một cái nhân viên chỉ có Peter James này thôi, hiểu không ạ? Tôi sẽ thay cái list view mà cứng nhắc này, tôi thay bằng cái danh sách trong cái SQLite, được không? Đó. Vậy tôi sẽ cần phải sửa một chút ở nhân viên. Bây giờ tôi xem nó một cái ID, đúng không ạ? Private integer ID hoặc là mã nhân viên, được chưa? À, ở đây các bạn thấy có cái getter setter, get public int, get mã
return đi chấm mã public void set mã đó, integer mã được chưa? Đi chấm gì ạ? Mã bằng mã ok rõ không các bạn? Nhớ cái get set này không? Hôm bữa cô chỉ rồi. Và cái này tôi constructor tôi thêm một cái nữa là gì ạ? Integer mã ở đây tôi để là gì ạ? Dit chấm đúng rồi xong chưa? Ok tôi sửa lại một chút, khi tôi thêm trường tôi sửa lại một chút chỗ này thôi. Ok rồi các bạn nhìn nào. Rồi bây giờ tôi sẽ adapter tôi không viết lại. Adapter để tôi coi có viết lại không. Tạm thời adapter để đó. Adapter chưa gì cả, cái để đó tôi có gì tôi sửa lại sau. Bây giờ trong cái DAO bây giờ tôi sửa lại nè. Tôi đổ ra. Bây giờ nè, nhìn nha. Cái tôi cần là một cái danh sách đúng không các bạn? Một cái danh sách đúng không ạ? Đồng ý không? Từ cái cơ sở dữ liệu đổ ra đúng không ạ? Và danh sách này làm sao tôi đổ được vào cái activity đúng không? Đúng không các bạn? À, vậy cái kết quả mà tôi cần nhận là kiểu gì ạ? Array. Array list đúng không? Hiểu không? Hiểu chưa? Bây giờ kết quả tôi cần để tôi đổ ra cái list view là tôi cần một array list. Vậy trong cái phần mà tôi view on, get on này nè, là tôi phải lấy đổ ra được cái array, trả về được một cái array list đúng không ạ? Hiểu không? À chỗ này tôi sẽ để kiểu trả về nó sẽ là array, array list nhân viên. Ok được chưa? Hiểu không ạ? Hằng hiểu không? Tại vì sao? Chỗ này tôi muốn đổ vào adapter, không phải là tôi sẽ đổ vào một array list đúng không? Cái adapter của cô nè, có phải là trong cái adapter này nó sẽ nhận cái array list đúng không? Vậy tôi muốn đổ dữ liệu vào adapter này thì chắc chắn cái này tôi phải trả về array, array list. Hiểu không? À, dễ nhất là tôi trả về array list. Vậy chỗ này tôi sẽ trả về array list. Thế thôi, để tôi đưa sang một cái là xong luôn. Đúng không? Rồi. À, cái adapter là cái adapter buổi lần trước học á, mà anh nghỉ học á, mà về không coi lại video. Sao về không coi lại video? Trong cái video là cô nói rõ tạo một cái custom adapter. Ok. Đó. Trong bài trước nói kỹ rồi. Về coi lại, làm ơn coi lại cho cô cái video nha. Cái adapter để các bạn làm cái list view thì các bạn bắt buộc phải có adapter. Đúng không ạ? Adapter gốc của nó là nó chỉ có kiểu đơn giản thôi. Kiểu phức tạp thì các bạn phải tự làm. Tối nay 5 giờ. 5 giờ chiều nè. Có live stream. List view. Ha. Đây. Đây. Học ngay đi, follow mình. Đấy. Quảng cáo luôn nè. Tối nay các bạn, bạn nào mà chưa rõ về list view có thể lên đây hỏi tiếp. Đây. Ok, rất quan trọng. Học ngay đi, follow me. 17 giờ livestream trực tiếp. Học ngay đi, follow me. Ok. Lên coi. Bạn nào mà chưa rõ lên coi và hỏi. Chịu khó một tí. Các bạn phải chịu khó. Thế thôi. Cô giảng hôm bữa tôi không biết được bao nhiêu người coi. Ok thôi màng chầm từ từ thôi. Đấy các bạn lên cái trang này nè. Ở trên này
Bạn nào chưa like Trang thì like luôn. Được bao nhiêu like rồi ta? Được bao nhiêu đấy? 676 người rồi đó các bạn. Người không? Các bạn cũng chịu khó học đấy chứ. Rồi ok, quay lại nhá. Nhân thể bạn hỏi về cái adapter thì cô chỉ các bạn lên đây học. Còn bây giờ cứ quay lại bài toán này đã. Rồi chỗ này ta sẽ viết như sau. Ở đấy nó phải trả về nó mới hết lỗi. Không trả về nó không hết lỗi đâu. Muốn hết lỗi thì tôi return null cái nó hết lỗi à? Hết lỗi chưa? Tại vì các bạn có kiểu trả về mà không có câu lệnh return là bỏ lỗi ngay. Rồi các bạn nhìn cách cô làm nè. Thứ nhất là cô sẽ phải tham chiếu tới DB helper. Đồng ý không? Rồi nhìn nha. Cô sẽ có là DB helper. Đây. DB helper. Helper gắn bằng gắn bằng null trước đi. Được chưa? Rồi. Các bạn phải khởi tạo, đáng lẽ phải khởi tạo như này các bạn là new DB helper. Nó có đối số không? Constructor có đối số không các bạn? Có một đối số. Một đối số là gì? Context. Mà bên này không có context các bạn ạ. Bên này không thể có context được. Cho nên tôi phải viết như thế này. Bỏ chỗ này đi, tôi tạm thời để null. Tôi tạo một cái constructor của DAO. Public nhân viên DAO. Tôi chuyển cái context vào. CT context để ghi cho giỏi dễ. Đó, tôi chuyển vào và tôi để là helper bằng new DB helper. Bây giờ có context chưa? Có rồi, context thôi được truyền vào. Khi nào truyền, khi nào dùng thì tôi sẽ truyền vào. Hiểu không? Bây giờ chưa dùng, tôi đang để là đối số đã. Được chưa? Và khi tôi đang ở đây thì tôi coi đối số này đã có rồi. Tôi sử dụng được nó. Ok. Rồi tiếp nha. Rồi, ta phải có dòng khai báo này các bạn nè. SQLite database, ta khởi tạo một cơ sở dữ liệu SQLite. DB bằng helper, ta thiết lập môi trường cho nó. Bây giờ tôi lấy ra là tôi đọc thôi, get readable database. Tôi lấy ra là tôi chỉ cần đọc thôi, readable. Là tôi tạo một cơ sở dữ liệu bằng cái môi trường, bằng cái helper chấm. Tôi đọc thì tôi get. Còn các bạn sau này insert, update và delete thì tôi phải là writeable. Hiểu không? Select thì tôi chỉ có đọc thôi. Cái này là quy ước nha. Đó. Và nhiệm vụ chúng ta là gì đấy ạ? Học thuộc. Ok. Ok. Nhóm dưới kia có gõ kịp không? Ơi. Bạn gì nhờ? Bỏ tai nghe ra con. Không nghe đeo lắm nhỉ. Được chưa? Ok. Rồi bây giờ nhé. Để đọc dữ liệu ra, tôi tạo câu lệnh select. Các bạn nhìn ạ. String SQL ngắn bằng select self from. Có phân biệt chữ hoa từ chữ thường các bạn? Cơ sở dữ liệu có phân biệt chữ hoa chữ thường không? Không. Tôi viết để tôi nhớ thôi, nhưng không có phân biệt chữ hoa chữ thường. Viết hoa cũng được, viết thường cũng được ha. Không phân biệt hoa thường. From nhân viên. Xong. Rồi. Tôi tạo một con trỏ cơ sở. Con trỏ CS gắn bằng db.raw query. Tôi đưa vào strsql vào. Không có đối số. Argument không có gì hết. Đúng không ạ? Rồi. Con trỏ là gì? Trong cơ sở dữ liệu, cái con trỏ khi các bạn lấy ra nó sẽ trả về một cái result set. Result set này là tập kết quả. Tập kết quả này nó luôn luôn là một cái table gồm hàng và cột. Thì con trỏ nó sẽ trỏ theo từng hàng, từng dòng. Ok.
Thì cứ mỗi lần next một cái, con trỏ sẽ dịch một hàng khác, next cái nó lại dịch một hàng khác. Thì tôi sẽ làm như này, đầu tiên tôi sẽ đưa con trỏ về đầu tiên, hàng đầu cùng. Tôi sẽ đưa con trỏ về hàng đầu cùng, tôi để là con trỏ cursor.move to first. Để đảm bảo rằng con trỏ luôn nằm ở đầu tiên. Hiểu không ạ? Tiếp tục tôi kiểm tra là while, trong khi con trỏ của tôi chưa về cuối, con trỏ chấm is after last chưa về cuối thì tôi tiếp tục. Mỗi lần con trỏ tôi duyệt thì tôi sẽ next cursor chấm move to next. Next mỗi lần move to next nó next một dòng. Hiểu không ạ? Đó, di chuyển dòng tiếp theo. Được chưa? Đưa con trỏ về dòng đầu tiên. Ok. Đấy. Kiểm tra, cái này là kiểm tra con trỏ đã về cuối hay chưa. Khi chưa về cuối thì tôi vẫn tiếp tục. Khi nó về cuối rồi thì tôi dừng. Hiểu không? Ok. Rồi bây giờ tôi tiếp tục nè. Tôi sẽ làm như sau. À, tôi sẽ lấy từng cái dòng của nó. Ở đây là tôi duyệt từng dòng, tôi lấy từng dòng của nó, tôi sẽ đổ vào click. Hiểu không ạ? Tôi đổ từng dòng, từng phân tử tôi đổ vào click. Vậy tôi tạo một cái array list. Nhân viên. List gắn bằng new. Nhân viên. À xin lỗi, new array list, sorry. Ok. Đó. Ok, mỗi lần tôi next tôi lại duyệt, đúng không ạ? À, phân tử đầu tiên là string, à integer. À mã tôi gán bằng cursor.get integer. Đúng không ạ? Cột đầu tiên của tôi là cột gì ạ? Column. Column index. Là cột số 0 hay là cột số 1? Cột số 0. Ok. String tên sẽ gán bằng cursor.get string cột số 1. String địa chỉ gán bằng cursor.get string cột số 2. Rồi, tôi add cái này vào list. Ta có list.add bằng new nhân viên, đưa vào mã phẩy tên phẩy địa chỉ vào. Đó, mỗi lần add xong tôi move vào next. Và cuối cùng tôi return gì? Return cái list. Xong, tôi đã viết xong. Được chưa? Ok. Nhìn nào. Viết xong rồi. Tôi viết xong rồi. Bây giờ tôi sẽ gọi nó ở trong nhân viên list. Bây giờ chỗ này add tôi không new cái này nữa. Tôi không add nữa. Tôi list gán bằng luôn. Đúng không? Gán bằng. Nhìn nhá. Tôi phải dùng tới cái nhân viên down. Nhân viên down gán bằng down. Đây tôi gán bằng null trước đi. Đó. Ở trong on create này tôi set nó nè. Là down gán bằng new nhân viên down, tôi đưa con cái context nó vào là nhân viên activity.dit. Có phải context không? Giờ tôi mới truyền nè. Tôi truyền vào đây, nó sẽ nhảy vào cái down này. Từ down này nó mới nhảy vào DB helper. Có phải context không? Đúng ạ. Đấy. Rồi, khi đó list chấm bằng down chấm get on xong. Thay vì dữ liệu của ta cái này là dữ liệu tĩnh, bây giờ dữ liệu ta lấy hoàn toàn vào database. À bây giờ ta chạy lại thử coi nha. Run. Ok.
Đó, chạy thử ha. Trong lúc chờ con sẽ chụp hình cái nhân viên đào cái này. Nhân viên đào nè. Cái này chưa biết nha. Chưa? Nhân viên đào tôi chỉ viết từng này thôi nè. Đó, còn những cái này là viết xong. Tôi chỉ viết từng này thôi đó ha. Đó, nhân viên đào tạm thời viết từng đó. Trong activity thì các bạn cần sửa lại chỗ này. Các bạn làm đến đâu rồi? Chỗ cái sửa mới dòng tôi cần sửa lại dòng này. Tạo ra cái nhân viên đào này. Viết thêm code vào nhân viên activity.java. Đó, viết thêm code để vào là 1 nè. Cái dòng code này là 2 nè. Dòng code này là 3 nè. Đây. Cái này bỏ đi. Chạy chưa? Chạy sao sao im ru vậy? Chưa chạy ra hả? Ấy nó bị gì vậy? Tôi sửa xóa nãy vậy. Ồ, cái này bị lỗi. Nhân viên có 3 column nhưng 2 value thôi. Insert into. Ủa? Để auto increment rồi mà. Để auto increment thì đâu có gõ đâu ta. Đây nó bảo cái này các bạn nè, bảo lỗi nè, cái này có 3 cột. À mà các bạn chỉ nhập có 2 trường thôi. Nó không có chịu. Vậy cô sẽ phải nhập như này các bạn nhìn nha. Cái này cô sẽ để tên, phẩy, địa chỉ. Đấy. Cô đưa vào đây. Đó. Đấy. Chạy lại.
kết nó vào lỗi. Rồi. Ra chưa ạ? Ra dữ liệu chưa? Tấn Lộc nè, Hoàng Vi nè, Hoàng Vĩ, Thanh Hoa, Anh Tài đúng không? Cái dữ liệu cái này cô nhập đúng chưa? Đúng các bạn. Đây cái dữ liệu cô vừa nhập là nó ra nè. Ok không? Đồng ý không? Và các bạn thấy là dữ liệu đây nhập ở bên này tôi chỉ sửa lại gì đấy ạ? Sửa lại nhân viên là tôi đổ ra dữ liệu là có một cái dòng này thôi. Gọi đến cái method là get on ở bên chỗ down. Vậy các bạn nhìn thấy nè, ta chia thành mấy packet. Packet thứ nhất là adapter, packet thứ hai là down, packet thứ ba là database, packet thứ tư là model. Còn phần thứ năm là activity tôi để riêng, là không để trong packet nào hết. Đó. Nhiều bạn tách ra activity cũng được, nhưng mà tôi để riêng này để các bạn nhìn. Và khi cô đặt tên, các bạn nhìn cách đặt tên nè. Cái nào activity thì cái đuôi tôi để activity, tôi nhìn là tôi biết ngay. Cái nào model thì là cái tên của bằng cái tên giống cái tên cơ sở dữ liệu trong bảng. Database hoặc là down thì có chữ down ở cuối. Adapter thì có adapter ở cuối. Các bạn nhìn là các bạn phân biệt được ngay. Đúng không ạ? Nhìn cái tên file là các bạn đang phân biệt được là các bạn đang viết cái gì ngay. Ok? Được chưa? Rồi. Thì bây giờ nhiệm vụ các bạn sẽ làm cho tôi tạo được cái DB helper. Đó, gọi lại cho cô. Còn bữa sau chúng ta sẽ làm đến cái phần thêm mới, sửa và xóa. Ok? Đi từng phần một, phần một. Bây giờ cái database nằm ở đâu? Các bạn nhìn bên tay phải nè, có chữ device. Đúng không ạ? Được chưa? Các bạn nhìn thấy cái này chỉ hiển thị khi nào các bạn chạy thôi, hiểu không? Chạy lên máy ảo thôi. Rồi các bạn nhìn thấy data nè, nhìn thấy cái data nữa nè. À, các bạn kiếm cho cô cái của cô là cái gì ạ? Cái packet của cô là cái gì ạ? Là com.xm.lab1, đúng không? À, tôi cô sẽ kiếm là com.xm chấm lắp một đây. Database đây. Thấy quản lý nhân viên chưa? Có thấy file quản lý nhân viên chưa? File có rồi. 12K. Dung lượng của nó 12K. Muốn lấy về các bạn chỉ cần click chuột phải, các bạn save as. Lưu trữ bất kỳ chỗ nào các bạn muốn. OD chẳng hạn. Ok. Lưu rồi. Mở ra ở đây. Quản lý nhân viên đây rồi, 12K. Cái này hoàn toàn các bạn mở ở trên cái mở down up SQLite về, các bạn mở ra các bạn sẽ nhìn thấy cấu trúc bảng của nó. Có hiểu không? Muốn xem thì các bạn cứ down về mở ra coi. Nó có table, nó có row, nó có column. Hả? Cái gì? À, nó nằm ở trên máy ảo. Trên máy ảo nhá. Nó chỉ nhìn thấy ở trên máy ảo thôi. Đúng rồi, hoàn toàn trên máy ảo. Ở đây là đường dẫn máy ảo này em. Đường dẫn này là hoàn toàn trên máy ảo. Hiểu không? Cache này vân vân, tất cả những cái này là trên máy ảo hết. Nếu em chạy nó trên máy này thì nó sẽ nằm ở trên máy này. Có hiểu không? Hiểu ý chưa? Và nếu em không chạy máy ảo thì dữ liệu này, cái chỗ này nó mất luôn. Chỗ này mất luôn. Cái này tôi đang map tới cái máy ảo đấy. Hiểu ý không? Đấy, bây giờ em đóng đi là các bạn sẽ không mở được đâu. Các bạn không có chạy nữa, tắt là nó cũng mất luôn. Thấy chưa? Mất luôn, nó hoàn toàn nằm trên máy ảo. Hiểu không? Cái bộ nhớ trên máy ảo. Thì SQLite có đặc điểm là các bạn cài ở máy nào thì nó nằm ở trên máy đó. Ok? Cài ở máy nào nó nằm luôn máy đó cho các bạn. Hiểu không? Hiểu không?
À, đấy. Thì để các bạn biết cách nó lưu trữ nhá. Nghe. Okay. Được chưa? Đồng ý không? Rồi hỏi có gì hỏi hỏi đi. Nghe nè. Nghe các bạn nghe nè. Đầu tiên là các bạn, cô đã nói các bạn là các bạn sẽ phải làm tất cả những cái này đúng không? SQLite nó làm nhiệm vụ gì? Nó là mối dạng cơ sở dữ liệu để dùng để các bạn có thể tạo cơ sở dữ liệu là một nè. Được không? Quản trị được nè. Thực ra quản trị trong phần này ít lắm. Trật tự. Quản trị trong phần này rất ít. Nó gồm thao tác nào và lưu trữ, đồng ý không? Thằng SQL Server á, thì đang để quản trị nó nhiều. Hiểu ý không? Phân quyền rồi các thứ dùng luôn rất nhiều thứ. Thằng này quản trị hầu như ít. Rồi, kho cho các bạn thao tác thêm sửa xóa. Vậy ta sẽ có gì? Xem thêm sửa xóa. Hiểu không ạ? Vậy bước 1 ta phải tạo được cơ sở dữ liệu rồi đã. Đúng không? Và để tạo cơ sở dữ liệu ta có 3 cách để tạo. Với cách 1, cách 2 tạo xong ta sẽ được một cái file tương tự như cái file này. Hiểu không ạ? Và khi dùng ta phải import nó vào. Khi chạy các bạn phải import nó vào. Ok. Cách đấy là phải import gián tiếp vào. Cách thứ 2 là tạo trực tiếp trên Android đúng không? Đồng ý không ạ? Cách thứ 3. Và ta đang tạo cách thứ 3. Cách thứ 3 để tạo nó thì ta tạo một cái file Java là DB Helper, bắt buộc phải kế thừa SQLite Open Helper. Cái file này là dùng để các bạn mở ra cơ sở dữ liệu, tạo cơ sở dữ liệu, tạo bảng, insert dữ liệu mẫu. Cái dữ liệu này là dữ liệu mẫu thôi. Insert dữ liệu mẫu, đồng ý chưa? Đấy, cách cô giảng nó sẽ khác một chút với trong cái slide đấy. Hiểu không ạ? Đó, cái này sẽ là các bạn làm ở trên cái file này. Ok. Rồi. Cái file down. Trật tự các bạn ơi, cái nhóm gì kia ồn quá. Cái file down làm nhiệm vụ gì? Thực ra tôi có hai cách. Một là các bạn viết chung vào đây cũng được, viết đầu cũng được. Hiểu không? Viết chung vào đây được, tách riêng được luôn. Tách để làm gì? Tách để chúng ta dễ quản lý, dễ quản trị và dễ phát triển sau này. Vậy để tách, tại sao tách? Tại vì là nó khi các bạn thao tác, gọi là thao tác với dữ liệu, thì chúng ta sẽ có những cái thao tác kinh điển sau. Nó luôn luôn có 4 cái thao tác. Xem, thêm, sửa và xóa. Xem là câu lệnh select, thêm là câu lệnh insert, sửa là update, xóa là delete, drop là xóa bảng nha, delete là xóa dữ liệu. Ok, hiểu chưa? Vậy 4 cái thao tác này cô tách nó ra, hiểu chưa? Một file riêng cô đặt là file down. File down này là data access object đúng không ạ? Tức là các cái đối tượng, cái phương thức để các bạn có thể tương tác với cơ sở dữ liệu được. Hiểu ý không? Tách nó ra thôi chứ không có ý nghĩa gì ha. Nhưng mà nên tách ra để sau này các bạn làm các cái mô hình khác nó dễ hình dung. Một số bạn làm gộp chung vào cái file DB Helper xong tách không biết tách. Nói tách ra là chịu. Không làm sao xử lý được. Hiểu ý không? Đây cô tách cho luôn, được chưa? Viết chung cũng rất dễ, viết phương thức chung là được rồi, nó dễ dùng hơn. Nhưng mà các bạn không tường minh được cái logic. Hiểu chưa? Đó, bây giờ tôi tách, hiểu ý nghĩa của tách chưa? Vậy, cái anh down này anh trung gian. Bây giờ nhìn nè. Cái anh activity có phải anh giao diện không? Anh DB helper có phải là database không? Thì anh down là anh trung gian để tôi móc dữ liệu từ database. Móc ra tôi đổ lên, đổ lên view. Hiểu không? Đấy cái phương thức để tôi lấy ra đổ lên view nè. Hiểu chưa?
Ok, đồng ý không? Anh DAO là anh giữa, anh là anh logic, anh chuyên để connect với database, anh chuyên để làm với database, thêm sửa xóa view gì đó. Ok, có hiểu không? Có muốn vẽ không? Adapter rồi đó, adapter ta làm sẵn rồi, nó không ảnh hưởng gì. Adapter là gì? Tôi lấy cái list tôi đổ lên adapter, đúng không? Vậy tôi thay đổi gì? Tôi thay đổi mỗi cái list thôi, còn adapter vẫn giữ nguyên, nó không đổi, hiểu không? Adapter làm gì? Là nó cái bộ nạp, nó nạp dữ liệu lên cái list view, hiểu chưa? Mà cái của tôi quan tâm bây giờ là cái dữ liệu tôi, dữ liệu đâu? Lần trước là tôi đang làm dữ liệu là fix, đúng không? Dữ liệu tôi là fix cứng, bây giờ dữ liệu tôi lấy từ database xuống, đúng không? Hiểu không? Đây vẽ nè, tôi vẽ ghê lắm. Đây vẽ nè. Đây, các bạn có phải là có một cái ông gọi là ông đây, cái này các bạn có một ông gọi là ông database, được chưa? Cái này gọi là DB, đúng không? Đúng không? Cái này có phải là cái view không? Cái list view các bạn không? Cái view đúng không? Gớm quá, được chưa? Đấy. Thì ông này là để tạo ông này, tôi dùng cái DB helper nè. Trong đấy nó tạo rồi, nó tạo cơ sở dữ liệu. Đồng ý không? Vậy bây giờ làm sao tôi móc dữ liệu từ đây đổ lên view? À, tôi qua cái ông này là ông DAO, đúng không? Ok, ông DAO này có phải ông sẽ làm việc với cơ sở dữ liệu, đúng không? Ông trả về một cái array list, đúng không? Đúng không? Bằng qua cái hàm là get. Hàm là get gì đấy? Get all có phải là cô viết trên này không? Cái hàm get all là tôi viết ở trên này, đúng không? Có phải hôm nay ông gọi tới cái hàm get all không? Để lấy dữ liệu, đổi dữ liệu ra đây, đúng không? Đúng chưa? Hiểu không? Vậy cái ông DAO này ông làm trung gian, đúng không? Ông DAO này trung gian. Bình thường ông DAO này có nhiều sách viết là viết chung với ông DB helper luôn. Nhưng khi các bạn tách, không biết tách, các bạn bị rối, các bạn không có tách tường minh ra được cả hai phần. Hiểu không ạ? Giờ tôi tường minh ra, tôi tách ra ông này một phần, ông này một phần, ông này một phần, đổ ra. Được chưa? Cái này là các activity này các bạn, đồng ý không? Còn cái adapter là cái gì? Adapter là tôi viết riêng cái bộ nạp, tôi nạp lên cái này thôi. Hiểu không? Nó là thuộc tính là theo cái phần view rồi. Cái custom adapter á, tôi viết riêng thôi, là nó được tính vào cái phần view rồi. Hiểu ý không? Nó đẩy lên view luôn, chứ nó không qua adapter. Có chứ. Adapter chứ, adapter nữa. Phải có adapter chứ. Tôi gọi chung là view. Cái view là gì? Cái view là giao diện người dùng đó. Đây, UI. Giao diện người dùng, hiểu không con? Hiểu không? Tôi đang tách cái giao diện người dùng và cơ sở dữ liệu. Được chưa? Tôi muốn móc dữ liệu từ cơ sở dữ liệu lên cái giao diện người dùng. Thì tôi tách ra cái thằng DAO này. Em không nên máy móc giữa cái adapter và cái list view. Hiểu chưa? Thằng list view này bắt buộc phải có adapter. Nó không có adapter, nó làm sao nó chuyển được? Hiểu không? Adapter và cái list view nó phải là một. Hiểu không? Nó phải là một bộ, nó đi kèm với nhau, không tách rời. Hiểu chưa? Đấy, tôi đang giải thích cho em là giải các bạn là giải thích cái phần DAO, cái giao diện người dùng và cái cơ sở dữ liệu. Hiểu không? Trong DAO này chỉ chứa các cái phương thức tương tác, ví dụ lấy dữ liệu ra, thêm, sửa và xóa. Ok, còn cái này chỉ lưu trữ thôi, tạo bảng lưu trữ thôi. Ok, nó sẽ vậy. DAO với adapter nó được cùng chức năng, còn lấy dữ liệu,
đau là chỉ cái adapter chỉ là nạp dữ liệu lên cái lead view, thậm chí là có thể nạp dữ liệu lên cái spinner thế thôi, chứ nó không liên quan gì đến dữ liệu của các bạn, hiểu không? Nó nạp dữ liệu lên, còn dữ liệu đấy là ở đâu là tùy, có thể dữ liệu tĩnh. Hôm trước tôi làm cái dữ liệu tĩnh, nhớ không? Cái lead view có để fix mà, hiểu không? Chứ anh adapter này không hề liên quan đến database. Anh này tách rời khỏi database. Hả? Chị khổ quá. Nghỉ học vậy đó. Nó là bộ nạp. Muốn nạp lên lead view phải có adapter. Còn dữ liệu có thể là dữ liệu ở đâu nó tùy mình. Cái dữ liệu tao khi thậm chí có thể là string mà. Bữa trước tôi demo cái cơ bản đầu tiên là string vẫn phải có adapter. Adapter base cái array adapter, nhớ không? Nhớ không? Cái adapter nó không liên quan đến cái database. Hiểu chưa? Hiểu không? Đấy, dữ liệu tôi có thể là dữ liệu tĩnh. Dữ liệu tôi có thể là một cái chuỗi. Hiểu chưa? Nó vẫn phải có adapter. Hiểu không? Không có anh này nó vẫn phải có adapter. Nó chả liên quan gì đến adapter. Adapter chỉ chẳng qua là cái bộ nạp để tôi nạp cái list, cái danh sách dữ liệu này lên cái list view thôi hết. Hiểu không? Dù có database hay không có database thì nó vẫn phải có adapter. Được chưa? Đây này, undo lại cho coi nè. Đây này, nhìn nè. Không muốn viết lại đây. Cái này, cái list của tôi là dữ liệu này hoàn toàn dữ liệu tĩnh. Dữ liệu này không được lấy từ database ra đâu. Đúng không? Hiểu chưa? Dữ liệu này hoàn toàn tĩnh. Adapter chỉ là cái trung gian. Nó là một cái bộ nạp. Nó nạp cái dữ liệu lên cái list view hết. Hiểu không? Nếu mà set nó thì phải set ở phần UI. Nó không nằm ở trên phần logic. Hiểu không? Nó là UI. Hiểu chưa chị? Ô, cô muốn làm gì à? Ô, sao? Redo là cái gì? Redo cái nãy, redo lại cái của tôi đâu rồi? Ủa? Rồi, mất hết rồi. Giờ viết lại. Cái gì? Nhân viên đào. Đó, tôi bỏ cái này thôi các bạn. Đúng không? Bỏ luôn cái anh này đi nè. Đó, nhân viên đào gắn bằng new nhân viên. Đưa vào cái con text. Nhân viên chấm dip list gắn bằng down chấm get on là xong rồi. Ok rồi, xong, dừng, xong.